Còn trên đấy là đồ nguyên liệu, đồ nguyên liệu xuống như thế này này, nó vừa trộn nó vừa tải. Xuống đây lấy cái tải này, xuống bồn chứa. Xuống bồn chứa, xuống máy ép, xuống sàn hầm nguội, sàn cái dự chế rung đi chậm cho nó hút gió làm nguội, lên cao tải, xuống bồn chứa làm nguội. Công suất nó cần thiết thêm cái nguội nữa, xả là cân. Của hai máy này là motor 30 ngựa, có thằng tấn giờ.